Hello teacher. My name is Ngọc Khuê. Yes, I know that. I met you, Ngọc Khuê. And look at this. It's a little bit early for our class to start. Hôm nay cô cho các bạn vào lớp sớm một chút nha. Hello, Ngọc Khuê. Good evening. Hello, teacher. Khánh Hà mới cắt tóc mái sao ấy? Khuê cũng mới cắt tóc mái à? Dạ, cái tóc này là... Khuê nhận được quà chưa? Dạ, đúng rồi cô. Con cắt lông của cô ạ. Bây giờ đang mọc dài hơn cô ạ. À, thế là thế bảo nhìn khác khác ấy. Khuê nhận được quà chưa? Hello An Phú. Ôi giời ơi. Hello teacher. Ai đấy giọng nghe quen ấy. Who's there? Me. Phú Phương à? Me. Phú Phương đúng không? À Phú à? Hello teacher. À Phú. Rồi. Yeah, hello teacher and all of my dear friend kia đấy. Rồi các bạn chào nhau đi nào. Trời ơi, hôm nay cũng cho vào sớm một tí để mình nói chuyện chút xong tí mình học. Stop một nước hạnh phúc nhất. Đâu, thế nào, hôm nay Khánh Hà có mẹ ngồi cạnh Hoàng tử Nguyên Khang, hôm nay không vừa gọi đâu à? Ngọc Khuê, sinh nhật cô là ngày nào thế? Đúng quá, phải tháng 4 cơ. Cô sinh tháng mấy hả cô? Cô sinh tháng 4. Ngày mấy hả cô? Ngày 27 ạ. Các bạn có cần xem cung hoàng đạo không? Cung Kim Ngưu nhá. Con đi ngày 8 tháng 4 ạ. Cung Kim Ngưu. Tên tuổi anh rõ thế. Con cung sử nữ. Cung sử nữ à? Ôi trời đất. Con cung sử nữ. Con bao nhiêu thế ạ? Con lớp hoàng cung nhé cô. Ôi giời tiên. Bây giờ mà xem là lên ngày ha. Cuối năm luôn. Đấy, cho vào sớm để ngồi tán gẫu nhau tí là bắt đầu toàn hỏi những cái chuyện đau đầu đấy. À, ông này. Con cung sử nữ. Cô cưng hả cô? Hả? Ai hỏi đây? Mật ngữ gì ấy? Khánh Hà playtime. Ôi dồi ôi, còn sợ quên bài, còn phải ghi là playtime. Thật đấy. Mình học không? Ngươi khoe nào mặt ngật đây con, Khánh Hà mà bắt óc lên não thế nào thế? Cô muốn gọi con không? Ok. Cô phải gọi con nhá. Đúng không? Em đưa cho anh một cái level 1 với một cái level 2. Anh vào level mấy? Level 1 chị ạ. Mấy cái chân nhỏ nhỏ. Ừ.
trả giá bởi Evie. Thằng đi. Good evening, teacher. Yes, evening. Who's there? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Đây rồi. Thần đồng toán học Phạm Phú Tiến Minh đã có. Good evening, teacher. Nào đấy. Ok, so sắp tới sinh nhật con rồi. He he. Ok, tại vì lớp mình đông đông ấy, để cô dặn một chút nha. Rồi, to let me know that you are ready for the class, you need to comment your full name for me, please. Ok, to let me know that you are ready for the class now. Like, hey teacher, I'm here. So yes, like Nguyễn Lương Hà An, right? You comment for me your full name in the chat box, right? And maybe you will comment your date of birth. Các bạn có thể comment ngày tháng năm sinh của mình nếu muốn nha. Ok, Bùi Thùy Dương, lại Conan. Trời ơi. Yes, and you can raise your hands by your icon to let me know that you have a dinner yet and you are ready for the class. Okay, let me use my phone first. Alo à? Dạ con nghe. Yes, okay. Where am I? My mom is calling me, you know. My mom's calling me that she has asked me, hey, Ngọc, have you have dinner yet? Đấy. Đến cô lớn như này rồi nhưng mẹ cô vẫn gọi điện cho cô bảo là ăn cơm chưa, đúng không? Uống nước đầy đủ vào. Không có ai tốt bằng mẹ đâu, đúng không? Rồi nha, các con có yêu mẹ không? Yes, okay. Nào, chúng mình sẽ comment tên cho cô nha. Comment tên cho cô và cả ngày tháng năm sinh nếu muốn. Được chưa? Để đến 8 giờ 5 phút chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Lớp mình hôm nay sẽ livestream và các bạn học ngoan nghe chưa? Yes. Yes, yes, yes. Nào, nếu mà các bạn, cô có con yêu mẹ nhất thế giới. Cô yêu mẹ nhất thế giới luôn. Ngọc Nhi sắp tới sinh nhật con. Ồ rồi sao? Ok, nào cô sẽ mở phần enable waiting room, right? Ok, do you remember about the previous class? Ô bây giờ các bạn không comment tên à, chỉ comment mỗi ngày tháng năm sinh thì cô biết đâu mà điểm danh. Trời đất ơi. Bảo rồi đúng không? Đấy. Cả họ tên chứ lị. Mai sinh nhật em con. Đúng là trẻ con mà. Nào. Ok chưa? Cô gọi con nhá. Ờ ok Diệu Anh, tí nữa gọi bài khó. Bài khó thì gọi Diệu Anh, bài dễ không gọi. Trung Kiên này, đúng rồi, Conan á. Khang à? Rồi nha, xíu nữa cô gọi nhé. Thế lớp học quan thì cô nhiều trò chơi cô gọi cả lớp. Thực ra nhá là mình sẽ có rất nhiều hình thức để cả lớp có thể tham gia cơ. Tuy nhiên có nhiều bạn ở trong lớp mình là đang học bằng điện thoại. Đó, là không có điện thoại, một cái chiếc điện thoại thứ hai để mình quét mã để mình cùng tham gia làm bài, hiểu không? Đó, cho nên là cô sẽ không thể nào mà để cho cả lớp mình làm bài được. Nó rất là hạn chế. Ừ, chứ như các lớp lớn, các anh chị lớn, các anh chị có điện thoại riêng ấy. Các anh chị cầm điện thoại, các chị quét mã vạch để các bạn vào bạn làm bài tập này ngay ở trên lớp luôn. Đấy, nhưng mà lớp mình thì là nhiều bạn là cô biết là đang dùng điện thoại, chỉ có một cái thôi. Cho nên là mình không làm được cái đấy nhá. Nhá. Ok, so, yes, is it? Fine, so are you ready for the class? Yes or no? Are you ready for the class? Yes or no? Okay, I don't see anything. Okay, I need to come. Cô sẽ đợi cùng chí.
Đâu, thầy Vương gọi cô kìa. Kinh không? Đã thấy thầy Vương gọi rồi. Em rồi giơ tay gớm, thầy giơ tay cào quá cơ. Cái tội vào lớp muộn là không được làm cô hốt đâu đấy nhá. Đúng không? Đấy, cả lớp vừa nói rồi đúng. Đúng rồi, vào lớp muộn đòi làm cô hốt. Sau cho Hiền làm cô hốt nhỉ? Yeah. Đúng rồi, sau cho Thảo làm cô hốt. Thầy cô hốt nhỉ? Yeah. Đúng. Đúng rồi, vào muộn là không được cô hốt đâu nhá. Rồi. Ok. À, đấy, lớp mình hôm trước là nhớ là mình là học về cái câu chuyện này rồi. Là có tận hai bạn Mary và có mấy bạn hôm trước là luyện nói cho cả lớp học chuyện đấy. Nhớ không? Đó. Rồi. So today we will listen and read, then role play the dialogue. Mình cũng sẽ tiếp tục hỏi là ai đang làm gì đúng không? Ai đang làm gì? So, where is your pen? I want all of you to show me your pen, please. Show me your pen. Show me your pen. Show me your pen. Nào, pen đâu nhỉ? I have a pen here. Đúng rồi, các bạn được. Trời ơi, thầy ơi, con cho thầy làm hốt rồi. Thầy livestream cho lớp con nhá. Nhá. Thầy nhá. Ở lớp bảo nha nhá. Nha nha đi. Rồi, pen đâu? Great, I see all your pen here. Good girl. So look at the screen now. Okay, we will use this pen to point to the screen. Are you ready? Yes, anh Khoa ready rồi. Anh Khoa mới cắt quả tóc bốc lửa quá con ạ. Được đấy. Nào. Bây giờ mình trong lúc thầy Vương đang lúi húi để cho lớp mình livestream nhá. Thì lớp mình học nhá. Rồi. Ok. Listen. Page 6. Activity 7. Listen and read. Listen. Say. Read. What's Timmy doing? He's... Now, what's Timmy doing? Billy hỏi. What's Timmy doing? Các lớp luyện theo cô nào. What's Timmy doing? One more time. What's Timmy doing? Great. Playing a computer game. Now, he's playing a computer game. One more time. He's playing a computer game. Đúng rồi. Chứ đâu là bạn nào? Một bạn giơ tay nào. Đọc luyện cho cô hai câu này nào. Trần Duy Phong là vừa nãy thấy là rất là phấn khởi. Nào, ask to unmute, baby. Hello, teacher. Hello, Trần Duy Phong. So, what's Timmy doing? He's playing a computer game. Okay. He's playing a computer game. One more time. He's playing a computer game. Good girl. Good boy. I'm sorry. Okay. So we will listen more. Thank you, Trần Duy Phong. Đấy, Duy Phong đợt trước lẹ bẹn lẹ lắm. Này có bao giờ đấy đâu. Nhưng mà đợt này Duy Phong tự tin không? Tự tin chưa? Yes. Chuẩn luôn. Đúng là trò cô Ngọc. Được. 10 điểm. Cho một điểm vào class dojo nhá con nhá. Ai hack đấy? Úi trời ơi. Ai lại vẽ lên bảng cô thế? Cô chả yêu thương nhau gì cả nhá. Nào rồi, tiếp tục nào. It looks like fun. Let's play a computer game too. Sorry, there's only one computer. I'm sorry. Okay, so what Billy say? Now, who can? It looks let's play a computer game too. Sorry, there's only one computer. Billy nói là trông có vẻ vui đấy nhỉ. Thế mình cùng chơi trò chơi điện tử nhá. Thế thì Suzy lại phải xin lỗi rồi. Xin lỗi nhưng mà mình chỉ có mỗi một cái máy tính thôi. Thế bạn nào luyện tập nói lại câu này cho cô nào? Who can? Rồi giơ tay nhá. Nào, Khuê nào, Khuê với cả Hana nào, Hân nào. Hello teacher. Hello teacher. Hello. So, Khuê is Billy and Hân is Suzy. So you practice for me.
It looks like fun. Let's play a computer game too. Sorry, sao tiếp nào? There's only one computer. Yes, there's only computer. Ngọc Khuê rất buồn đúng không? Ngọc Khuê cái câu này buồn quá đúng không? Auto part. Thế Suzy tiếp tục là Hà Hân nào? Hân tiếp tục nào? But I have a DVD. DVD. Let's. What? Movie. Nào, tại vì là Khuê với Hannah đọc trước cho nên chưa biết cách đọc đúng không? Thế nên tiếp tục nha, để cô cho các bạn nghe và các bạn đều đọc lại xem hai câu này đúng không nha. Thank you Ngọc Khuê và Hannah, mời bạn một điểm trong class dojo nha. Thank you. So, tiếp tục nào. Mình nghe tiếp nha. There's only one computer. Oh, too bad. But I have a DVD. Let's watch a movie. À, đúng không? Khi mà Suzy trả lời là ồ, xin lỗi, chỉ có mỗi một cái máy tính này. Buồn nhỉ? Thế thì Billy, ồ, chán thật đấy. Thế nhưng mà Suzy lại rất là tinh ý, đúng không? Suzy bảo là, nhưng mà mình có một cái đĩa DVD. Chúng mình có thể cùng xem phim mà, đúng không? Thế là who can read out loud this? Ai thể đọc lại đoạn này nào? Diệu Anh đâu nhỉ? Tú Phương này, Tú Phương nha. Tú Phương còn chinh phục cả cái lớp level 3 đây cơ các bạn. Kinh lắm, thấy bảo học tập chăm chỉ lắm. Không nhỉ, học giỏi rồi, chả gọi nữa, lêu lêu. Nào, đâu rồi nhỉ? Cô nhớ là có hôm nay cô vừa bảo là hứa gọi Diệu Anh. Mà cô không thấy Diệu Anh đâu ấy. Thôi tí nữa để cô tìm thấy Diệu Anh thì cô gọi nhá. Thế bây giờ cô gọi thần đồng toán học Phạm Phú Tiến Minh thi Olympic cái xem nào. Hôm nay vào lớp sớm thế. Nào. Hello. Hello teacher. Nào đợi một bạn nữa nào. Một bạn Nguyễn An Nhiên lớp 1C nào. An Nhiên mở mic nào. Ôi giời đang loay hoay quá. Nào hello. Hello teacher. Great. So, Phạm Phú Tiến Minh is Billy and Nguyễn An Nhiên will be Suzy. So, can you practice this communication for me, please? Cho cái nào một sao? Can mình doing? Đâu? Đoạn cuối thôi. Oh, too bad. Oh, too bad. Suzy nào? But. À, con đọc một đoạn này không? Không ạ. À, thế cô gọi bạn Khánh Phạm Khánh Hà Oggy nhá. Oggy, ôi giời, Oggy. Bay cuồng hết cả lên đây này. Oggy đâu? Oggy nó bay đi đâu mất rồi? Oggy đâu rồi? Oggy mở mic cho cô nào. Con đây chữ A kéo dài. Nào. Now this order, can you read aloud the phrase of Suzy for me, please? Suzy. Nào con đọc to câu này cho các bạn nào. He is playing computer games. Nào, câu cuối mà. Ôi trời ơi, không tập trung. Chờ một điểm. Vâng, thôi đọc câu cuối cho cô nào. I have the double. DVD. DVD. I have a DVD. Let's watch a movie. Let's watch a movie. Good girl. Nào, nhưng mà tôi có một cái đĩa. Con biết cái đĩa ở trên tay bạn này, cái đĩa này. Cái đĩa mà cho vào đầu đĩa để xem nhạc, xem phim ấy. Đó, đúng rồi, cùng xem phim nhé. Thank you ba bạn nha. Thank you Nguyễn An Nhiên, thank you Phạm Khánh Hà. Khánh Hà nha. Rồi, nêu nêu. Ừ, bảo không gọi xong thì gọi được nêu nêu. Rồi nha, tập trung nha, yêu. Rồi tiếp tục nào. Đúng không? Ok.
Now so, thì bây giờ mình chỉ quay quanh cái việc là hỏi ai đó. Ui chết rồi. An Phú à? Bây giờ cả lớp lớp sao chị mình lại để nhiều pin ở đây thế. It's me, đợi cô tí. Lớp mình á. Cô cho Vương làm co-host rồi mà nhỉ? Rồi cô nhắn thầy Vương. Ok nào, vừa rồi thì mình cũng sẽ học là hỏi ai đó làm gì đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến bài tập hỏi ai đó làm gì nha. Ok, are you ready? Are you ready for the lesson today? Yes. Ok, today we will have so many exercise here. Hôm nay mình có quá nhiều bài tập luôn. Các bạn đã sẵn sàng để chinh chiến chưa? Trời ơi, quá nhiều bài tập luôn. Mà hôm nay mình phải giải quyết hết các con ạ. Đúng rồi, ui giời, giơ tay quá, giơ cây quạt trước của đất nào. We go on the online US game, right? Today we will go on with the okay, who can now? Làm host rồi nha em nhá. Host từ vừa nãy rồi mà. Okay. I will allow the microphone here, right? Bài của mình ngày hôm nay là nói nha con, được chưa? Cô sẽ gọi bất kỳ một bạn để nói để xem máy nó có nhận dạng được không nha. Phát âm sai là không có nhận dạng được. Các bạn thấy cái thử thách này nó căng thẳng không? Nào, căng thẳng không? Sẵn sàng chưa? À, không hề căng thẳng đúng không? Thì không hề căng thẳng thì mình bắt đầu nha. Nào cô sẽ relearn lại cái bài này nào. Hello. Today we have so many. We need to go on verb 1, verb 2, verb 3 and verb 4. Hôm nay mình phải hoàn thành 4 bài này được chưa? Okay. And I will take your pronunciation as well, right? Remember, you just have one chance. Mình chỉ có một cơ hội để nói thôi. Và cô sẽ mở mic bạn nào thì các bạn nói luôn nhá. Các bạn sẽ giơ bấy nhiêu giơ tay. Và khi các bạn trả lời, cô sẽ không nói một câu nào cả. Bởi vì nếu cô nói thì mic sẽ nhận dạng giọng cô. Are you ready? Yes. Các con giống như cô vẫn xem trên màn hình. Yes, good. So let's start with the verb 1. They are playing tennis. They are playing tennis. They are playing tennis. He is fixing a car. He is fixing a car. One more time. He is fixing a car. He is fixing a car. No. Phương Nhi nào. She is blowing her nose. 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 She is drawing on the board. She is drawing on the board. She is drawing on the board.
She is drawing on the ball. They are holding hands. 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 Ok, cả lớp nha, căng thẳng không? Tại vì trong lúc mà cô nhấn các bạn là cô nhấn bất kỳ. He is bowling. He is bowling. He is bowling. He is bowling. They are talking. They are talking. They are talking. They are talking. Yeah. They are talking. They are talking. He is chopping an onion. 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 He is putting on a coat. He is putting on a coat. He is on a coat. He is putting on a coat. He is putting on a coat. Yes. He is signing his name. 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 Nào, không ai đọc được câu này à? He is signing his name. He is signing his name. Gần được rồi. He is sweeping the floor. He is sweeping a floor. He is sweeping the floor. He is sweeping a floor. Có hai bạn à? Các bạn xong, các bạn tắt mic cho cô nhá. Đấy. Lần cuối này. The water is boiling. Ừ.
The water is boiling. The water is boiling. The water is boiling. The water is boiling. She is brushing. He is brushing his teeth. He is brushing his teeth. He is brushing his teeth. She is brushing his teeth. Thì thôi, anh ấy. He is brushing his teeth. She is cooking. 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 Anh Minh đọc tiếp cho cô nào. She is getting a book. She is giving a book. Nào, Khánh Vân đâu? She is diving into the water. She is diving into water. He is pointing at the clock. He is pointing at the clock. Cố lên nào, Diệu Anh. He is pointing at the clock. He is pointing at the clock. He is pointing. Ơ, chứ nói xong mà. Chứ nói xong mà. Con chưa nói xong cô. Tại vì là cô có nói nhưng mà cho nó nhanh nào. Ok. Đó là, các bạn thấy thế nào nào? What? Các bạn có thấy khó không? Các cô. Khó không? Mà không trúng tiền nào luôn á cô. Đúng không? Nào. Đúng. Đầu tiên duy nhất trong lớp mình nói được một câu hoàn chỉnh máy nghe được là ai nào? Các bạn nhớ ai đầu tiên không? Dạ không. À, Ngọc Khuê là người nói được câu đầu tiên duy nhất trong lớp. Đây nhá, luật trò chơi là như sau. Tức là trong quá trình mà các bạn kiểm tra, cô sẽ bật bất kỳ một mic của bạn nào. Được chưa? Và các bạn sẽ nói lặp lại cái câu mà đài nó vừa mới cho nghe. Các con có quyền được nghe 2 lần đến 3 lần. Đó. Và nếu mà các con phát âm chỉ cần thiếu âm đuôi là 1 này, thiếu âm gió là 2 này, hoặc là một câu các con đọc không trọn vẹn hoàn chỉnh, thì máy sẽ tự động ghi nhận những cái câu bị sai đấy, đúng không? Nó ghi nhận hẳn những cái từ con đọc thành từ sai đấy, là con đọc thành cái gì nó ghi nhận hết và đánh vần ra hết. Đó là lý do tại sao mà từng bạn một ở đây, nhớ cho cô nha, việc luyện tập ngữ âm là 1 này, thứ hai là luyện tập từ vựng là 2. Rất quan trọng, các bạn không được chủ quan. Các bạn có muốn thử lần nữa không? Em muốn. Lần này là cả lớp đều làm được nha. Are you ready? Yes. Cả lớp là say yes cho cô nào. Vừa nãy cô mở một mic của bạn nào ấy. Cô mở mic của ai đây? Của mi. Mi nào, mi nào? Có tên gì? Cô không nhìn thấy, cô không pin. Ố, đâu ấy? Tại cô không pin, cô chỉ để mỗi hình của cô lên thôi. Cô không biết là ai nói con tên gì nhở? Nghe giọng con quen. Khánh Đem Văn. Ok à? Nào. Ai nhỉ? À, tên Vân. Vân Vân à? Vân à? Yes. À Vân Vân Vân, đúng rồi, bảo giọng quen thế. Đó, thế các bạn sẵn sàng chưa? Yes. Rồi cả lớp thấy bạn Vân bảo sẵn sàng rồi, cả lớp sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment yes cho cô nào. Yes, ok, nghe sợ chưa? Nào. Hiệp à, úi dồi, Hiệp sao hôm nay vắng tiếng thế? Ok,
Rồi nha, tiếp tục nào. Giờ cô sẽ thử gọi xem nào. Bởi vì các bạn nhớ cẩn thận nha. Có thể là mình nghe có vẻ là mình đang phát âm chuẩn, nhưng mà sau bài vừa rồi thì các bạn mới thấy là chúng mình cần phải luyện tập rất rất nhiều, đúng không? Yes. Đó. Rất căng thẳng. Nào bây giờ mình sẽ nghe một câu nó đơn giản hơn. Nghe từ thôi nhá. Hello. Today we're going to study about the animals here, right? Rabbit. 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 Duck. 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 Okay. Duck. Elephant. Elephant. Các bạn đọc xong các bạn tắt mic nhá. Elephant. 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 Fly. 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 Dog. 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 Horse. 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 Bull. Bull. Mouse. 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 Penguin. 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 Tiger. Tiger. Dragon.
dragon. Dragon. Dragon. Dragon. Dragon. Dragon. Giraffe. 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 Fox. 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 Mình nói một lần thôi. Rhino. 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 Fish. 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 Let's see. Fish. 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 Chicken. 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 Yes. Chicken. Sẵn chưa? Đâu, cái câu 1 là con làm mà, không phải bạn Khuê làm đâu. Các bạn đọc không nhanh là nó tự nhảy ra bạn khác đấy. Được chưa? Ủa nhưng mà câu 1 là con đọc mà, có phải bạn Khuê đọc đâu. Yes. À, bây giờ xem nha, tắt mic cho cô nào, các bạn làm cho một câu, bạn tắt mic luôn. Các bạn làm cho bạn tắt mic luôn. Chưa? Butterfly. 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 Frog. 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 Làm sao tắt mic nhỉ? Shark. 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 Skunk. 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 Skunk.
Spider. 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 No. Spider. 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 Turtle. 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 Crocodile. Crocodile. Rồi, khi mà cả lớp mà đã biết cách nói làm sao mà cho đúng thì nó đã khác đúng không? Đặc biệt, đây này đúng không nhờ các bạn nào? Đó, thì có phải là sau bài này thì các bạn biết là bài tập về nhà của chúng mình là gì không? Hả? Hương Quỳnh đoán xem nay bài tập của chúng mình về nhà là gì nào? Dạ thưa cô, là bài tập nói. Chính xác, hôm nay là chuẩn bị ra bài tập về nhà là bài tập nói nha chưa? Rồi, cô sẽ ra bài tập nói của chúng mình ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay các bạn chuẩn bị nói để giới thiệu về các đồ dùng học tập trong lớp. Được chưa? Giới thiệu về các đồ dùng học tập trong lớp, viết vào trong vở nào để hôm sau ngày mai cô đăng bài tập lên nhá. Đó, mình sẽ nói về giới thiệu nha. Các đồ dùng học tập trong lớp này, nó có màu gì này và nó là của ai. Được chưa? Rồi, mình sẽ quay lại video lại và sau đó mình gửi bài lên trên nhóm Giỏi Tiếng Anh Cùng Con. Từng bài một sẽ được cô comment nói trực tiếp trong video. Sửa. Chứ cô không đánh máy để comment nữa. Như đợt trước một số bài các bạn đăng lên ở trên nhóm ấy, là cô sẽ trực tiếp là react lại bằng video của cô để chữa. Được chưa nhở? Và sau bài này các bạn nhá, bài tập nói rất quan trọng. Đúng rồi, nhiều khi cô nói là các bạn phải sửa âm này âm kia thì không có nghe cô đâu. Nhưng mà đấy, xem ngày hôm nay nhá, chúng mình sẽ phải nhìn nhận lại cái việc là mình học nói, mình học các âm như nào cho chuẩn, được chưa nhở? Và trong bài sắp tới về Giỏi Tiếng Anh Cùng Con ấy, thì các bạn sẽ làm bài tập và gửi lại cho cô trên nhóm nhé, để cô chữa cho từng bạn một nhá. Còn một số bạn mà hiện tại đang học 1-1 ở Pantado ấy, đấy, những cái bạn mà học 1-1 kia kìa, những cái bạn mà học lâu lâu rồi đấy, thì các bạn nói một cái là ăn ngay đấy, các bạn thấy không? Mình nhớ nhá, không bỏ âm đuôi, không bỏ âm gió, phát âm liền mạch, không mất quãng. Chỉ thế thôi. Và bài hôm nay là chúng mình cũng phải học kèm 1 ở trên Pantado luôn á cô. Học 1-1 bình thơ á. Ví dụ nha, bây giờ nhá, thì có phải là bài hôm nay mặc dù là hơi buồn một chút, tại vì là không có nhiều bạn có thể phát âm chuẩn hết, đúng không? Tuy nhiên là cô rất mừng là ngày hôm nay các bạn đều rất cố gắng để có thể phát âm chuẩn. Và nhiều bạn là nói rất nhiều lần, ok? Rất là cố gắng. Và cô mong rằng là bài tập về nhà các bạn cũng cố gắng làm như vậy, để cô có thể là chữa cho từng bạn một nhá. Còn bây giờ các con biết không, sau một hồi luyện nói căng thẳng thì mỗi bạn nên có một cốc nước. Tại vì hôm nay quên mất, cô không nhận các bạn, không dặn các bạn là lấy nước để uống. Ok, chắc là cũng mệt rồi đúng không? Vậy thì bây giờ sau buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ ra uống một cốc nước ấm, được chưa nhở? Sau đó mình sẽ đi brush my teeth. Ok, and you wash your hair, wash your face, and you go to sleep.
Hẹn gặp lại các con vào thứ 6 vào lúc 8 giờ tối đúng chưa? Các bạn sẽ nộp bài tập cho cô trên hội nhóm tiếng giỏi tiếng Anh cùng con nhá. So now we need to say goodbye and see you on Friday. Goodbye. Vâng, chính xác rồi cô. Vâng, còn sống đây, cô ngồi tâm sự các bạn một tí.